Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn, yêu cầu sẵn sàng ứng phó bệnh Marburg. Không bằng cấp, không nhan sắc, kiếm tiền trên mạng có dễ không? Thực phẩm tăng giá phi mã tại Nhật Bản. Cảng vụ hàng không miền Nam vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm ngưng triển khai việc thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe kinh doanh vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông báo trước đó, thì từ ngày 1 tháng 4 sẽ dừng các hợp đồng thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu xe ô tô ngoài trời. Thay vào đó thì sắp xếp số lượng vị trí đậu xe căn cứ vào danh sách xe đăng ký kinh doanh vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất của các hãng xe. Như vậy là khách đi taxi hoặc là xe công nghệ ở sân bay này sẽ phải chịu ít nhất 3 loại phí, bao gồm phí ra vào cổng sân bay, phí thuê làn xe theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ với tổng mức phí không dưới 25.000 đồng một lượt. Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản phản đối vì cho rằng là việc này sẽ góp phần đẩy giá cước taxi lên cao. Hiệp hội taxi kiến nghị là giữ nguyên phương án bãi đệm đậu xe taxi ngoài trời như hiện nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu giám sát 21 ngày với người nhập cảnh từ các nước châu Phi đang có dịch Marburg do bệnh có khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 88%. Hiện virus này đã lây lan trong phạm vi 160 km ở 3 khu vực tại châu Phi, khiến cho hàng chục người tử vong. Bệnh do virus Marburg gây ra lây từ người sang người, thời gian ủ bệnh từ 2 cho đến 21 ngày, khởi phát với triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn và xuất huyết. Bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày đầu tiên mà chúng ta triển khai khóa SIM điện thoại một chiều đối với những thuê bao mà chưa chuẩn hóa thông tin. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông thì ước tính khoảng 1,5 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và sẽ bị khóa một chiều trong ngày hôm nay. Các điểm giao dịch của các nhà mạng hiện nay thì vẫn hoạt động bình thường vào 2 ngày cuối tuần. Vì thế nếu như bị khóa một chiều, quý vị vẫn có thể ra ngay các điểm giao dịch hoặc là gọi điện thoại tới tổng đài để được hỗ trợ bổ sung thông tin. Sau khi bổ sung thông tin đầy đủ thì số điện thoại sẽ không bị khóa nữa. Sau ngày 15 tháng 4, nếu như thuê bao vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị khóa cả 2 chiều. Và sau ngày 15 tháng sau, ngày 15 tháng 5 thì sẽ bị thu hồi SIM. Trong những ngày tới khi mà bị dừng thông tin một chiều ấy, thì người sử dụng cũng sẽ vẫn được các nhà mạng chăm sóc, chuẩn hóa tiếp tục trong cái vòng 15 ngày tới. Các cái thuê bao đã được thông báo qua nhắn tin hoặc là gọi điện thì nên sớm thực hiện cái việc chuẩn hóa để giảm cái việc là gián đoạn thông tin của mình, tránh bị khóa 2 chiều. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước bất kỳ lời đề nghị mở tài khoản hay là thuê mở tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự. Khuyến cáo từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi mà liên tiếp xuất hiện nhiều vụ lừa đảo liên quan đến mua bán tài khoản ngân hàng với 20 hình thức lừa đảo bằng điện thoại thường gặp. Điểm chung là các đối tượng đều yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng đã được chỉ định. Hầu hết các tài khoản này đều được thuê người khác đăng ký. Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là phần lớn các đối tượng chủ mưu trong các đường dây lừa đảo này là người nước ngoài, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và trung bình cứ một tài khoản được thuê với giá là từ 400 đến 700 ngàn đồng. Các cái đối tượng lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết của người dân và pháp luật thì đã lôi kéo dẫn dụ người khác để mà mua các cái giấy tờ cá nhân rồi mua thông tin tài khoản ngân hàng giá từ 500 đến 1 triệu đồng. Và khi mua thì đối tượng cung cấp một cái thẻ SIM, sau đó thì kích hoạt cái tài khoản mà có giao dịch về trực tuyến giao dịch điện tử để sau đó thì thực hiện cái dùng cái tài khoản này để chuyển đổi và chiếm đoạt tài sản. Ở trên mạng xã hội. Và mình hiểu là bản thân mình đến bây giờ không có nhan sắc, không có bằng cấp, mình chỉ có thể dùng não thôi. Mình chỉ có thể dùng tất cả những gì mình có và mình vận động hết tất cả những cái gì mình có khả năng để có thể kiếm tiền được. Vì mình phải sống mà. Mình tự đi về thì mình sẽ bảo họ là em không có tiền mặt ở đây, anh có thể đưa em 200 hoặc là anh có thể đưa tiền mặt cho em và sau đấy em chuyển khoản cho anh được không? Đấy, để em có thể đi taxi về vì đây không có tiền mặt. Và mỗi khi mình hỏi cái câu đấy thì thường phản ứng của tất cả mọi người đó sẽ là họ sẽ không bao giờ cần mình chuyển khoản cả và họ sẽ đưa cho mình tiền mặt để mình có thể đi taxi về luôn. Thực tế là
Hôm nay nói chuyện với anh thực sự em thấy rất vui. Nhưng mà giờ thì cũng phải về rồi, kiểu mẹ em mắng. Sáng nay em đi vội quá, không kịp mang theo tiền. Hay là anh cho em mượn 200 để em trả tiền taxi. Tí về nhà em hứa là em chuyển khoản trả anh luôn. Em không phải lo, anh cho em mượn hẳn 500 luôn chứ không phải 200. Anh nhớ. Ngại quá. 500. Ok anh. 500. Kính chào quý vị. Khi xuất phát điểm không có ngoại hình, không có bằng cấp nhưng mà lại biết dùng não vào những việc không chính thống và chả hay ho gì, thì bạn có đồng ý với tôi đó là lúc chân dung của những kẻ lừa đảo hiện ra. Và tình cờ thay, hôm nay cũng lại là ngày cá tháng 4. Tuy nhiên, thường thì tốt khoe xấu che, chứ mấy ai lại vạch áo cho người xem lưng như là cô gái trong video clip đầu tiên. Câu chuyện này thì cũng dấy lên những tranh luận trong xã hội, đó là giới trẻ đang nuôi dưỡng quan điểm sống thực dụng hay là thực tế. Và hãy cùng chúng tôi phân tích cho mục điểm tuần hôm nay. Vâng, trở lại câu hỏi ở trên, giới trẻ đang nuôi dưỡng quan điểm sống thực dụng hay thực tế, thì tôi tạm đưa ra hai câu trả lời như thế này. Đáp án đầu tiên đó là một bộ phận giới trẻ đang sống thực dụng một cách thực tế. Và đáp án thứ hai là một bộ phận giới trẻ thực tế đang sống thực dụng. Bạn sẽ thấy rõ rất những điều trên ở đâu, không phải là chỉ qua những video clip dạy cách kiếm tiền trên Tinder hay là viết những CV giả mạo như thế nào, mà hãy cùng đến với tôi, những màn PK thách đấu khi livestream đôi trên TikTok Live. Và nếu mà ai đó chưa biết đến hình thức livestream này, thì video clip sau đây sẽ là diễn giải một cách dễ hiểu dưới góc nhìn hài hước. Vâng thưa quý vị, PK thách đấu khi livestream đôi là một hình thức giải trí ra đời 2 năm trước trên TikTok Live. Bạn cứ hiểu như thế này, xôi là một TikToker và chuối cũng là một TikToker. Và một ngày đẹp trời thì hai bạn này quyết định thi đấu nhau bằng những thử thách vui nhộn, ví dụ như là thi nối từ hay là thi xem ai nhảy đẹp hơn. Và hình phạt ban đầu thì cũng rất là dễ thương thôi, ví dụ như là bị vẽ mực lên mặt chẳng hạn. Nhưng mà quý vị biết không, theo thời gian thì thường mọi thứ đều bị biến tướng theo cái chiều hướng là thực dụng hơn, để có thể hút views và câu like nhiều hơn nhằm với mục đích là nhận được nhiều quà tặng từ người xem livestream. Thì những cái màn chịu phạt đã bị biến tướng và trở nên phản cảm hơn rất là nhiều. Ví dụ một trong những cách thức chịu phạt đó chính là lột đồ chẳng hạn. Vâng thưa quý vị, những TikToker như thế này thì số tiền nhận được từ việc PK trên TikTok Live có thể giúp họ kiếm được từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Và như ai đó đã nói, tiền ở đâu thì đầu ở đó. Nghĩa là đầu óc sẽ càng được vận dụng hết công suất để có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Thành ra, các TikToker đã không ngại ngần lách luật, thực hiện đủ các thử thách từ sách, sóc cho đến xến với không ngoài mục đích đó là kiếm tiền. Lợi lộc rơi vào một nhóm người bất chấp câu view, câu like để thu tiền và dung túng cho những nội dung xấu độc. Còn tác hại thì nhiều người gánh chịu, đặc biệt làm lệch lạc thị hiếu, đảo lộn giá trị cho một bộ phận người trẻ. Chúng ta đã nhắc đến một số những hình thức kiếm tiền đầy thực dụng trong thực tế. Có nhiều hình thức lừa đảo đã luôn được cảnh báo, nhưng mà tại sao số nạn nhân vẫn tăng lên? Một trong những đáp án được đưa ra đó là các đối tượng luôn đánh vào lòng tham và sự tò mò của nạn nhân. Và tôi thì sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Một cô nữ sinh 20 tuổi đã sử dụng Tinder để kết đôi với nam giới và dụ dỗ mỗi người gửi cho cô ấy $5 qua app trả tiền. Chuyển cho em $5 và xem điều gì xảy ra. Cô gái ấy đã viết như vậy. Và quý vị có biết là chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Chuyện xảy ra tiếp theo là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì ngay sau khi chuyển tiền thì các nạn nhân đều đã bị ngắt kết nối trên Tinder. Và khi mà chúng ta nhắc đến tình yêu thì tính thực tế hay là thực dụng cũng luôn được các chủ thể cân đong đo đếm. Với một số bạn trẻ hiện nay thì họ thực hiện theo đúng 2/3 của công thức yêu 100, chọn 10, lấy 1. Nghĩa là yêu nhiều, chọn nhiều, nhưng mà có lấy ai không thì hạ hồi phân giải.
người đầu tiên em quen từ hồi tháng 1, 2022 đến bây giờ chắc em quen tầm 10 người. Và người mà em thấy ngắn nhất là tầm mỗi 3 tuần thôi ạ. Mối tình dài nhất của em á, em với bạn đó được 2 tháng thôi ạ. Những tuổi này là tuổi để kiểu trải nghiệm và vui ấy. Thì yêu ngắn hạn thì kiểu gọi là một cách để tìm một người đúng đắn về sau. Ngại những ràng buộc của yêu đương chung thủy, nên cứ cảm thấy mối tình nào rắc rối mệt mỏi là chàng trai này lại ngọt nhạt nói lời chia tay và chuyển đối tượng vào danh sách người yêu cũ. Yêu nhanh, bỏ nhanh, không phải vì sợ khổ, mà cụ thể là sợ lỗ. Song phẳng, chỉ khi nào yêu kiểu lâu dài ấy, thì lúc đó mình tin tưởng một ai đó ấy, thì lúc đó mình mới muốn bỏ ra nhiều thứ, cho người ta nhiều thứ. Và khi tình yêu không còn như lúc đầu nữa thì một loạt dịch vụ lừa đảo lại có đất để lên ngôi. Ví dụ như là dịch vụ này, quý vị đã nghe đến chưa ạ? Đó là đọc trộm tin nhắn trên Zalo hay là Facebook. Gõ tìm kiếm, đọc trộm tin nhắn, hàng loạt những lời quảng cáo dịch vụ này ngay lập tức xuất hiện như giá rẻ. Đọc trộm tin nhắn mà đối phương không phát hiện, không hề mất 1.000 đồng tiền cọc. Trong vài người có nhu cầu đọc trộm tin nhắn Facebook của người khác, phóng viên đã liên hệ với một số điện thoại quảng cáo về dịch vụ này. Mình có thấy quảng cáo trên Facebook của anh á, bây giờ mình đang muốn đọc tin nhắn Facebook của bạn trai mình á, thì anh có giúp được không? Được được. Mình có phải cung cấp cái gì hay không? Không, mà điều gửi tại cái link Facebook của anh. Khoảng bao lâu thì anh làm được cho mình? 2 tiếng. Chi phí nhiều anh? Tầm 500 trở lên, nhưng mà chưa biết trả cụ thể, nhưng em biết chắc lên trả. Tuy nhiên, khi hỏi có cần chuyển khoản trước hay không, người này lại không trả lời mà nói qua chuyện khác và yêu cầu phóng viên nên chuyển qua trao đổi thông tin cụ thể trên Zalo. Trao đổi với phóng viên, ông Quách Anh Huy, chuyên gia an ninh mạng cho biết, hiện nay dịch vụ đọc trộm tin nhắn này được quảng cáo khá nhiều. Tuy nhiên, không ít rủi ro có thể đến với người dùng dịch vụ này, đặc biệt là việc bị lừa đảo. Bởi theo ông Huy, nhiều người bị hại cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc bị yêu cầu chuyển khoản trước và sau đó bị bên làm dịch vụ chặn liên lạc. Khi đã mất tiền cọc, người dùng khó có thể truy xuất được nguồn gốc tài khoản đó, bởi mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trên môi trường mạng. Thứ hai là hành vi đọc trộm tin nhắn cũng đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Vì thế, người dùng dịch vụ đọc trộm này dù bị lừa, nhưng theo ông Huy, họ cũng khó lên tiếng nhờ sự can thiệp từ các cơ quan chức năng. Các anh xem xong phóng sự trên, dù chỉ là chiêu thức lừa đảo thôi, nhưng mà chắc cũng có chút giật mình. Có anh nào mà đang xem đến đoạn này tự nhiên mở Facebook hay là Zalo ra một cách vô thức thì nhớ để lại comment khi mà chúng tôi phát lại chương trình trên YouTube của VTV24. Vâng, thưa quý vị, trong mục điểm tuần hôm nay thì chúng ta đã điểm lại một số chiêu thức mánh khóe kiếm tiền của một bộ phận giới trẻ hiện nay với hai chữ thực dụng nổi lên rất rõ. Dĩ nhiên là tuổi thọ của các mánh khóe kia cũng không thể kéo dài lâu được, bởi vì chẳng ai có thể sống thọ với nghề lừa đảo được. Thực tế hay thực dụng, bạn chọn lối sống nào là do bạn, do hoàn cảnh tác động vào bạn. Và cách để bạn triển khai lối sống đó lại chứng tỏ cho xã hội thấy bạn là người hữu dụng hay vô dụng. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi điểm tuần hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội của chúng ta thì cần có khoảng 3.200 ao hồ không được phép săn lấp. Tuy nhiên, tại một số huyện ngoại thành đang xảy ra tình trạng là lấp ao hồ bằng phế thải xây dựng để chiếm đất. Vâng, nếu như mà tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời thì số lượng ao hồ ở Hà Nội sẽ mất đi nhanh chóng. Song điều đáng lo ngại nhất là kỷ cương, phép nước bị coi thường. Nhìn hình ảnh này, nhiều người nghĩ rằng đây là một vũng nước, nhưng thực chất khu vực này vốn dĩ lại là một cái ao rộng tới vài nghìn mét vuông đã bị san lấp trái phép bởi phế thải xây dựng. Dọc tuyến đê sông Hồng trên địa bàn huyện Đông Anh, thuộc các xã Hải Bối, Vọng Là, nhóm phóng viên phát hiện có ít nhất 5 vị trí ao hồ đang bị san lấp bằng trạc thải như vậy. Lái xe chở liên tục như này làm gì phải đổ trộm được. Đổ ban ngày hay ban đêm anh? Ban ngày. Đấy, xe vừa đổ đây. Nạn đổ trạc thải bẩn qua từng ngày đã và đang dần xóa sổ nhiều khu ao hồ trên địa bàn. Ủy ban dân xã thì cũng đã nhiều lần bắt giữ và xử lý, cũng không xuể, cho nên là cũng một vài chỗ thì cũng chưa là xử lý kịp thời. Chúng tôi chưa kịp thời xử lý được trường hợp nào, cũng đang giao cho công an sẽ lập cái kế hoạch và cái phương án sẽ có cái tuần tra kiểm soát làm sao để kịp thời mà phát hiện và ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Lấp ao chưa đủ, tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nhiều cá nhân còn đang dùng trạc thải để lấp cả sông.
xe ba chân nó vào bình thường, xong máy gạt của nó đổ trộn gói cho chú luôn. Cái công thích đổ nhanh trong một đêm là xong luôn. Đấy, bây giờ bọn ấy nó đổ một đêm nên là nó thêm lên từ đấy ra đây nữa cơ. Nó đặt nữa. Lấp đến đâu, nhà lại mọc lên nhanh chóng đến đó. Thưa quý vị, tấm bạt này được dựng lên không phải để che chắn bụi, mà để che đi một công trình chuẩn bị được xây dựng trái phép ở đây. Nói chung từ đây đến bây giờ nó đang ép cọc làm ngâm mầm. Công trình có sổ đỏ đều như nhau hết, người ta vẫn ép cọc làm ngả. Thì đang cơ hội để xây quá dễ luôn. Đấy thì đi suốt từ trận bơm kia mà xuống trận bơm thế này, thì đấy tất cả bây giờ hệ cao tầng đều đang làm hết. Mọc cũng nhanh nhản từ năm ngoái đến năm nay. Kể từ khi dự án mở rộng tỉnh lộ 428 được triển khai, giá đất ở đây tăng lên đáng kể, khi Co Đất đang giao bán đất lấn chiếm với mức giá 200 triệu đồng một mét ngang. Cũng chính vì thế mà hoạt động lấp sông để lấn chiếm diễn ra rầm rộ, ngay cả khi phần đất cũ của các hộ dân này hiện vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Địa phương phải đến chứ, vẫn có chuyên môn địa chính, rồi chúng tôi giao cho một đồng chí phó chủ tịch vẫn phải đi kiểm tra thường xuyên để liên quan cái việc ngăn chặn. Nhưng thực ra đối với trên địa bàn quản lý để mà tuyệt đối nó cũng cả một vấn đề, thực sự là gặp rất nhiều khó khăn ạ. Ao hồ hay cả một triển sông bị san lấp một cách quy mô rầm rộ như thế, ai cũng thấy cũng biết, nếu không có chuyện làm ngơ, chuyện buông lỏng quản lý ở địa phương, làm sao có thể nên nổi. 18 học sinh lớp 5 ở thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam vừa phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Cách đây 2 ngày các em đã uống trà sữa, ăn trái cây. Sau khoảng 15 phút thì có triệu chứng đau đầu, nôn mửa, kèm theo đau bụng và được đưa tới bệnh viện. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định, tuy nhiên bệnh viện vẫn giữ lại để theo dõi thêm. Các đồ ăn này đều là do gia đình học sinh chuẩn bị. Tất cả đã được lấy mẫu gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra, làm rõ về nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc. Những người di cư đã tung hàng chục trẻ nhỏ qua đoạn chảy hẹp giữa con sông ngăn cách giữa Mỹ và Mexico sau tin đồn thất thiệt về cơ hội nhập cảnh. Thông tin được New York Post đăng tải cho thấy là ngày 29 tháng 3 vừa qua, khoảng 1.000 người di cư đã đổ đến khu vực biên giới Mỹ-Mexico giáp thành phố El Paso thuộc bang Texas. Sau khi có tin đồn lan truyền trên mạng rằng là họ có thể được phép nhập cảnh vào Mỹ nếu ra trình diện cơ quan chức năng nhập cư. Thông tin này đã gây ra hỗn loạn và nhiều người đã mạo hiểm tung con qua bên phía kia biên giới để đi thật nhanh. Lực lượng biên phòng Mỹ đã cho biết là những người di cư đã bị cung cấp thông tin sai lệch và cơ quan vẫn thực hiện theo quy định, trục xuất những người di cư bất hợp pháp. Tại Nhật Bản, giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm đang tăng nhanh, gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều hộ gia đình và người lao động. Và trước tình hình này, thì chính phủ Nhật Bản đã công bố các gói hỗ trợ tài chính nhằm giảm nhẹ gánh nặng lạm phát. Từ một quốc gia nổi tiếng về tình trạng giảm phát dai dẳng, giờ đây Nhật Bản đang phải đối mặt với lạm phát cao. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, giá thực phẩm trung bình trong tháng 2 đã tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 46 năm và 7 tháng. Trong đó có những mặt hàng tăng đột biến, chẳng hạn như dầu ăn tăng 27,6%, đồ uống có ga tăng 17,1%. Giá chứng bán xỉ tăng gần 20%, lên mức cao kỷ lục 350 yên, tương đương 60.000 đồng 1 kg. Giá trứng quá cao, nếu giá còn tăng nữa thì nó sẽ quá xa xỉ với tôi và tôi không thể mua được trứng. Theo dự kiến, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng giá bán lúa mì nhập khẩu cho các nhà bán lẻ thêm 5% trong tháng 4. Điều dự kiến sẽ có ảnh hưởng tức thời lên giá bánh mì, bánh ngọt và mì ramen. Giá lúa mì tăng cao, giá điện và giá ga cũng tăng, giá mọi thứ đều tăng nên khách cũng mua ít đi. Hôm thứ Ba vừa rồi, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ chi bổ sung 2,2 nghìn tỷ yên, tương đương 16,72 tỷ đô la cho tài khoá 2022 để hỗ trợ các doanh nghiệp và người thu nhập thấp đối phó với tình trạng lạm phát. Theo kế hoạch này, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được số tiền mặt trị giá 30.000 yên, tương đương 5,2 triệu đồng. 700 tỷ yên sẽ được phân phối xuống các địa phương nhằm giúp các doanh nghiệp thanh toán hóa đơn tiền điện và khí đốt, và 31 tỷ yên hỗ trợ giảm tác động tiêu cực từ giá lúa mì tăng cao. Ở thời điểm này thì rất nhiều tay vợt hàng đầu đang có mặt tại Mỹ để tham gia vào giải quần vợt Miami mở rộng. Tuy nhiên, một trong số những người không thể nhập cảnh vào Mỹ có Novak Djokovic.
Vào hôm qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, du khách nhập cảnh vào quốc gia này sẽ không cần phải có chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19. Dự luật trên sẽ có hiệu lực khi Tổng thống Joe Biden thông qua. Điều đó đồng nghĩa với việc Novak Djokovic sẽ được trở lại Mỹ tranh tài ở các giải đấu, trong đó có Mỹ mở rộng diễn ra vào cuối tháng 8 và một số giải chuẩn bị cho Grand Slam cuối cùng trong năm. Vào tháng trước, cựu số 1 thế giới từng chia sẻ rằng bản thân anh luôn mong có ngày được trở lại Mỹ mở rộng, nơi Novak Djokovic có rất nhiều người hâm mộ. Trong sự nghiệp, cựu số 1 thế giới đã có 3 lần vô địch Mỹ mở rộng vào các năm 2011, 2015 và 2018, nhưng đã không tham dự giải đấu năm ngoái vì từ chối tiêm vaccine. Ở lần gần nhất thi đấu tại New York, tay vợt người Serbia đã để thua Dani Medvedev tại trận chung kết Mỹ mở rộng 2021. Một buổi trải nghiệm robot taxi, phương tiện di chuyển mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vẻ ngoài không khác gì một chiếc xe ô tô bình thường, nhưng taxi robot này không có người lái và được tự động hoàn toàn. Bước đầu tiên, hành khách cần nhập mật khẩu để mở cửa xe. Mật khẩu được gửi qua điện thoại thông minh sau khi hành khách đặt xe thành công. Không gian trên xe rộng rãi với màn hình lớn ở ghế sau cập nhật liên tục cho hành khách về hành trình. Màn hình này hiển thị bản đồ tuyến đường xe đi theo thời gian thực. Giao diện cũng cho thấy tình hình giao thông, các biển báo hiệu và cả các xe khác đang đi xung quanh. Loại xe này có tên Apollo Go của hãng Baidu. Đây là dòng xe tự hành tiên phong của hãng. Trải nghiệm đi xe taxi tự lái khá thú vị. Một số hành khách còn thường xuyên sử dụng phương tiện này để đi làm. Tôi gọi xe này để đi làm hàng ngày. Thời gian gọi xe nhanh và tiện lợi. Xe không có người lái, nhưng chuyến đi vẫn thoải mái và nhẹ nhàng. Chuyến đi đầu tiên của tôi kéo dài 12 phút. Lúc đầu cũng hơi lo, nhưng sau thấy khá an toàn. Gần đây tôi hay gọi xe tự lái để đi chợ hay đi chơi, thấy cũng tiện. Đầu tháng 3, thành phố Bắc Kinh đã cho phép hai công ty công nghệ là Baidu và Pony.ai triển khai các dịch vụ robot taxi. Mỗi công ty cũng cung cấp một đội gồm 10 xe taxi tự lái trong một khu vực rộng 6.000 hectare ở phía nam thủ đô Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên một loại xe hoàn toàn tự hành được cấp phép hoạt động tại một đô thị lớn trên thế giới. Sau quá trình thử nghiệm, Baidu có kế hoạch mở rộng dịch vụ robot taxi tới 65 thành phố vào năm 2025 và 100 thành phố vào năm 2030.